Thị trường vàng vừa trải qua chuỗi giao dịch liên tiếp biến động. Sau khi trừ chênh lệch giá mua vào bán ra, từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nắm giữ vàng miếng SJC lời khoảng là 250.000 đồng một lượng. Trong khi đó, thì mức sinh lời của vàng nhẫn tròn trơn lên tới là 3 triệu đồng. Theo ghi nhận, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đem ít ở mức 66,55 triệu đồng một lượng mua vào và 67,15 triệu đồng một lượng bán ra. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 cùng thương hiệu tăng thêm 250.000 đồng, đưa giá mua lên 56,1 triệu đồng và bán ra lên 57,2 triệu đồng. Nếu so với đầu năm, vàng nhẫn đã tăng thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, dù vàng miếng SJC chỉ tăng 250.000 đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, trong thời gian qua, lượng khách hàng mua nhẫn tròn trơn nhiều hơn vàng miếng, bởi người dân có thói quen tích trữ từng chỉ vàng do giá trị nhỏ, phù hợp với điều kiện kinh tế. Tôi thấy trong thời gian sau này thì người ta đầu tư vàng nhẫn nhiều hơn. Tại vì khi mà vàng miếng thì khi người ta mua một lần là người ta phải mua nhiều. Nhưng mà nhiều khi người ta đi làm, người ta dành dụm thì người ta mua một lần chỉ hay là 5 phân thì từ từ người ta tích lũy. Người dân không mặn mà với vàng miếng SJC bởi giá cao và không có sự biến động nhiều. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn trơn hấp dẫn hơn bởi giá gần như bằng giá thế giới và chỉ thấp hơn vàng miếng SJC 10 triệu đồng một lượng. Trước kia thì cũng đầu tư vào vàng miếng nhưng mà cũng có vàng nhẫn nữa. Sau này thì thấy vàng miếng lên cao quá, mà vàng nhẫn thì nó ngang, cũng ngang vàng, cũng thế giới á, mình đầu tư sẽ có lợi nhuận cao hơn. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ở mức 1.956,9 USD một ounce, quy đổi tương đương vàng thế giới có giá 56,28 triệu đồng một lượng chưa bao gồm thuế phí, tăng nhẹ khoảng 0,9 USD một ounce so với chốt phiên giao dịch tuần qua.